Đấy, các bạn thân mến, hiện tại thì Hải đang có mặt tại khu vực chợ Lan Bắc Hà nhé. Đấy, bây giờ thì số người thì đã vãn rồi, bởi vì là hôm nay mình đi lấy thảo dược rất là nhiều nên mình ra đây hơi muộn, nhưng mà nói chung là hoa lan ở đây vẫn còn rất là nhiều các bạn. Đấy. Xin chào nhá. Hả? Hôm nay đi xem thôi, đi chơi thôi. Cái lan này em biết tên là lan gì không? Đây là lan hài ạ. Cái gì? Hài. À, lan hài à? À, đây này. Cái hoa nó rất là đẹp các bạn. Lan hài. Đấy. Cái này như kiểu cái đôi hài, cái hài các bạn. Người ta gọi là lan hài. Đấy. Đây, bạn này bán rất là nhiều lan. Cái này bán cả mật ong à? À, bên kia chứ nhỉ? À, bên này. Nhà bên này các bạn. Nhà bên này bán mật ong. Hôm nay bán được nhiều không? Hôm nay bán cũng được. Một tí thôi. Một tí đây à. Đây, hoa này. Hoa lan. Nói chung là đây rất là nhiều lan lạ mà chỉ có ở trên vùng cao mới có đây nhá. Đấy, chợ phiên các bạn. Cái lan này cũng đẹp này nhỉ? Hoa đẹp hết này. Nhưng mà nó chưa ra hoa. Kiều à? Đấy, hoa kiều, lan kiều. Kiều vàng đúng không? Đấy, cái hoa này đẹp lắm này, nhưng mà mùa này chưa ra hoa này. Đấy, nhìn cái lan, nhìn cái lá này là biết ngay. Cái đợt vào mùa hoa nhiều hoa đẹp, màu vàng đẹp lắm các bạn. Nó thường từng chùm. Nó phải nó từng chùm từng chùm nhỉ? À, nó rủ xuống từng chùm chùm đẹp lắm. Đấy. Ở phiên chợ nhiều quá. À, mỗi rồi mùa này là có đấy, chỉ có lan hài này. Còn ở bên trên này thì không có biết là có lan gì không. Chúng ta sẽ lên một tí nhé các bạn nhé. Bởi vì là ngày hôm nay thì mình ra đây hơi muộn. Để chúng ta sẽ ra đây một tí này. Đây. Ở khu vực này bà con bán rau củ quả thôi. Đấy. Lan này. Đấy, ở đây cũng bán lan nhưng mà lan này thì chưa có hoa. Đấy, mùa này là chưa phải mùa hoa của nó. Cái này như kiểu phi điệp vàng các bạn, giống giống cái lá của phi điệp vàng. Đây này. Ở đây là những cái búi này. Bà con gắn vào nó gắn vào cái khúc gỗ. Cái này gắn đâu chưa? À, cái này mới gắn này. Một cái bó này bao nhiêu tiền bà? 250. 250 à? À, cũng khá là rẻ nhỉ các bạn nhỉ. Cái búi này thì bác ấy đang báo là 250. Nhưng mà nếu mà chốt mua thì bác ấy bán là giá 200.000 các bạn. Đấy. Lan này người ta mới gắn vào cái khúc gỗ. Nói chung là chưa mùa này chưa có hoa của lan này các bạn. Đấy, khách Tây này. Đấy, khách Tây rất là xinh. Đây này các bạn này. Ở đây cũng nhiều hoa này. Đấy. Ồ đây này. Mùa này là lan đùi gà. Vâng vâng. Ôi lan đùi gà nhiều chưa này. Ở đây thì có hai giỏ đẹp các bạn. Đây. Ở đây có hai giỏ. Cái giỏ này khoảng bao nhiêu tiền sếp ơi? 500 ạ. Ồ thế cái này to hơn này bao nhiêu ạ? 600. À. Đây, cái búi này to nhờ các bạn nhỉ. Cái này thì chắc chắn là nó bám dễ vào những cái khúc gỗ này rồi. Người ta ghép lâu ấy nên nó bám hết vào đây rồi. Đây này các bạn nhìn này. Đẹp nhỉ? Đấy. Như mùa này là chỉ có hoa này thôi. Đây lan đùi gà đây này, bên này cũng ôi, cái khúc này cả tảng này, to chưa? Đấy, khúc này anh đang bán là 600, còn khúc này thì 300 400. Màu tím pha màu trắng các bạn. Ở cái này là có ở trong này này các bạn này. Ở trong cái nhụy hoa của nó này, cái cánh cuối cùng ấy thì là màu nó tím tím rất là đẹp nhé. Lan đùi gà, đấy mùa này là mùa của hoa lan đùi gà. Đấy, nói chung là khá là đẹp các bạn. Chợ phiên thì người ta bán nhiều lắm. Mùa nào hoa đấy các bạn. Mùa này hoa này thì người ta mang hoa này đi chợ phiên. Đấy, ở đây này, ở đây là có cả cây hoa địa lan này, không biết là địa lan gì thôi nhưng mà gọi là địa lan này các bạn. Đây, cái hoa của nó rất là dài. Ôi trời, bây giờ nắng rồi, các anh bán chậm nên là mình cũng không hỏi nhiều quá. Hỏi nhiều người ta lại không thích, bởi vì bây giờ nó còn gần như kiểu cuối chợ đấy, nó rất là nắng. Ôi đây lan đùi gà này các bạn này. Đấy. Ồ cái giỏ này nó mọc nhiều rễ chưa các bạn này. Đấy. Đây này các bạn nhìn cái rễ của nó chưa. Đấy, một cái búi này thì nó rơi vào tầm 200.000 chẳng hạn như vậy.
đấy, khoảng đấy các bạn. Đây, cái mầm của nó này các bạn này, ở đây có mầm này. Đây. Cái này là có hoa rồi nhưng mà nếu mà vận chuyển thì hoa này nó sẽ bị hỏng thôi. Đấy, chủ yếu là chúng ta mua cái cây này xem hoa cho đẹp rồi chúng ta sẽ chơi vào vụ sau ạ. Còn nếu mà mua bây giờ vận chuyển cho vào thùng xốp ấy, kiểu nó nóng thì nó cũng bị hoa này nó cũng bị héo và hoặc là nó dập. Đấy, nên chủ yếu là chúng ta nhìn cái cây cho nó chuẩn rồi chúng ta chơi hoa vào vụ sau. À, cái này có lụ này các bạn này. Đấy, có lụ này. Cái búi này cũng đẹp này các bạn này. Đấy, khá là đẹp. Vừa tiền. Đấy, một cái búi này rơi vào tầm 200 cũng khá là vừa tiền. Đấy, khu vực chợ lan nhé các bạn nhé. Đấy. Ở đây thì những cái lan này chưa có hoa, chưa có hoa các bạn. À, ở đây có hoa gì đây? Cái này có phải long nhãn không anh? À, hoa long nhãn à. Đấy. Khá là đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Đây. Đấy. Hoa long nhãn. Đấy. À, đây là nó anh cho vào một cái búi rồi. Cái này khoảng mấy trăm anh? Hả? 100 nghìn rồi anh nhỉ? Đấy. Ở đây là có mấy cái lụ này các bạn này. Đây. Đấy. 100 nghìn búi này nhé các bạn nhé. Ở đây người ta cho vào cái khung gọi là cái gì nhỉ? Gọi là người ta cho vào cái hộp gỗ này. Đấy. Cái này dễ nó bám rồi này. Đấy. Búi này anh đang bán là 100 nghìn các bạn. Hoa long nhãn. Nhìn khá là đẹp. Màu vàng sậm. Nhụy thì có đá màu tím. Khá là đẹp nha các bạn nhé. Đấy, chợ phiên các bạn. Bây giờ nó rơi vào buổi trưa rồi nên mình cũng ngại đi hỏi. À. Ôi ở đây là có xe điện đi vào lối này hơi chặt này các bạn này. Đấy. Ở đây rất là nhiều hoa. Những cái cây này nó ở trên rừng các bạn. Bà con thấy đẹp và mang đi chợ phiên để bán đấy. Đây, ở đây là người ta bán cả sâm xuyên đá này. Những cái bó sâm xuyên đá rất là to. Và có cả trứng vịt nữa các bạn. À, trứng ngỗng, đây là trứng ngỗng các bạn. Đây, trứng ngỗng dành cho bà bầu. Đấy, ăn cho con thông minh. Bây giờ nó về cuối trưa rồi. Nên lắng. Nên là mình cũng không hỏi nhiều các bạn. Đấy, khu vực này. Hoa. Đấy, máy của mình hôm nay hơi bị rung. Gimbal nó hết pin rồi các bạn. Nên nó khá là rung. Ở đây là người ta bán những cái dễ ăn trầu này các bạn này. Dành cho các cụ này. Đấy. À, cây đấy màu vàng. Ở đây là nhiều hoa chưa? Ở đây này các bạn này. Hoa màu tím đẹp nhỉ. Đây. Làng qua mọi người chui hết rồi đây. À. Tắc kè đá. Bạn kia vừa gửi cái này à? Bạn đi gửi cái gì đấy? À gửi đồ kia. À gửi đồ kia. À tắc kè đá. Đây là tắc kè đỏ. À, tắc kè đỏ để ngâm rượu chữa bệnh xương khớp các bạn. Ôi ở trên đây bà con đã bán nhiều những cái hoa ở trên rừng nhỉ các bạn nhỉ? Cái hoa này nó hình quả cầu này các bạn này. Như kiểu bông tú cầu các bạn, rất là đẹp. Nhưng mà để làm hoa đấy hay làm thuốc à? Làm gọi là cắm cho đẹp đấy. Những cái này là người ta lấy ở trên rừng. Đấy, thấy đẹp này người ta cứ lấy ở trên rừng về mang đi bán này. Đây này. Đây hoa này. Những cái cây mà mình chưa biết tên các bạn. Nhưng mà nó héo này thì về cắm thế nào nữa nhỉ? Đấy. À, cô. À, nói chung là cứ người ta cứ thấy ở trên rừng đẹp là người ta mang đi chợ phiên để bán đấy. Ai thích thì mua. Và cô ấy bán cả mỡ chăn. Đấy, cái mỡ chăn này nó cứ hạt hạt như kiểu hạt to nhỉ cô nhỉ? Đấy, cái này chữa bỏng. À, chăn rừng ạ. Bao nhiêu tiền một lạng mỡ này ạ? 40 nghìn một lạng cả nhà. Cái này chữa bỏng nước này, bỏng lửa này rất là tốt này các bạn này. Đấy. Mỡ chăn hay nhỉ? Lần đầu tiên mình nhìn mỡ chăn đấy. Rất là hay, 40 nghìn một lạng nha các bạn nhé. Vâng. À, ở đây là bạn ấy bán cả lạc này. Lạc đen, lạc đỏ.
Đây, lạc, lạc đen này. Đấy. Lạc này mấy trăm nghìn một cân bạn? 200 nghìn một cân, lạc đen nhé các bạn nhé. Đây. Lạc đen này, còn đây là lạc mắt mèo này. Lạc vằn, lạc vằn. Này 150 này các bạn này. Đấy. Còn lạc đỏ thì mấy nó rơi vào tầm 90 nghìn một cân các bạn. 70 đây à? À, giờ lại trở giá bình thường rồi. Lạc đỏ 70, lạc đen là 200, lạc mắt mèo 150. Hả? À, cô ấy bán hoa đu đủ à? Không, không bán hoa đu đủ. Đây là cô ấy bán hoa đu đủ được phơi khô, đấy, phơi nắng. Còn đây là đuôi. Đấy. Cái này để ngâm mật ong nhé các bạn nhé. Các bạn có thể là mua về ngâm mật ong. Để chữa bệnh dạ dày đấy các bạn. Ôi, bên này nhiều nhỉ. Đây này. Ôi, bên này là người ta bán những cái hoa phong lan đẹp chưa này. Đấy. Cái bó này bao nhiêu tiền anh? Bó này 300 thôi. 300 nghìn một khúc này. Cái này có hai nhánh mà nhỉ? Đây. Đấy, bên này một nhánh này, bên này một nhánh này. À, cái này 150 một bó này. Bên này 150 một bó này. Đấy. Nó gắn dính hết vào rồi gì? À nó. Nó sống rồi. Có nghĩa là anh ấy để được 2 năm rồi. À để được 2 năm rồi. Đấy. Hoa phong lan nhé các bạn nhé. À, đây là toàn những lan đùi gà đấy các bạn. Ở đây là người ta bán rất là nhiều lan đùi gà. Ôi bên này này các bạn này. Người ta bán cả những con sóc à. À, con sóc và có con cầy bạc má các bạn. Và con rúi. Đây là con rúi này các bạn này. Đây là con rúi non. Con rúi bé các bạn. Rúi bé. Ô, tặng con bé nhỉ, hôm nay tặng con bé thôi các bạn. Đây, bên này cũng con bé, à con này to hơn một tí. Nhưng mà nó vẫn bé các bạn, nó chưa phải thuộc loại to nhất. Còn ở đây là những con sóc này. Ô, con này cũng con bé này các bạn này. Đấy. Con này thì chắc là người ta bán 100 nghìn một con. Đoán vậy thôi. Đây. Thường thường là mình đi hỏi là người ta bán là 300 nghìn một đôi nhưng mà con to. Còn con nhỏ này thì là người ta bán 100 nghìn một con sóc ạ. Còn đây là những con rúi, rúi nhỏ các bạn. Chắc là người ta bắt được tổ các bạn. Và à, chú ơi lấy cho cháu xem cái lồng kia. Đây đây này, đặc biệt là con này các bạn. Đặc biệt là con này con cầy hôi, cầy hương hay là cầy hôi à? Cầy hôi. À mới diền thì ngon lắm. Đây này các bạn này. Hôm nay mà em không mua con này nè. À mua rồi à? Thường thường là con như này họ bán bao nhiêu tiền? Hả? 350-400 à? Đây. À, đây là cầy hôi nhé các bạn nhé. Đấy. Bao tải của chị để đâu rồi? Em cái bao tải của chị để đây đâu rồi? Rất là nhiều nhé các bạn nhé. Ở đây là những cái con vật. Sao em lại cho cái bao tải của chị để cho người khác? Bây giờ chị lấy cái gì mà được cái này? Chị đi theo chị. Đấy, con này người ta bán 300-400 các bạn. Chị của em rồi, chị không biết đâu. Chị đấy nó cho đi ấy, nó không phải đâu, em cho đâu. Nó một con sói của nó cho đi ấy. Đấy, bên này thì người ta bán búi kia là 300 này. Cái này thì 150 này, cái này 150 này các bạn này. Đây là lan đùi gà nhá. Lan đùi gà các bạn. Màu rất là đẹp. Đấy, khu vực bà con bày bán rất là nhiều. Đây này các bạn này. Bên này người ta bán nhiều này. Ồ. Ở bên này người ta bán cây tầm gửi trên cây gạo này các bạn này. Đấy, đây này. Đấy, các bác đang lấy thì cứ inbox Zalo của Hải nhá. Cái hoa của nó. Hoa của cây khô à? À đây là cây tầm gửi trên cây gạo khô. Đấy. Vâng, cháu hôm nay cháu không mua rồi, cháu xem thôi. Đấy, đây này, bên này tàn bó to nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, hàng chuẩn luôn nhá các bạn nhá, hoa cây tầm gửi trên cây gạo. Đấy, các bác nào thích lấy tươi thì lấy, mà lấy khô thì lấy. Đây này. Cái này thì khô rồi, còn bên này là tươi. Đấy, hình như anh kia đang bó cho khách ấy. Ở bên này cũng nhiều này các bạn này, ở trên này cũng rất là nhiều. Đây các bạn này, đấy. Nhiều chưa? Đấy, tầm gửi trên cái gạo cực kỳ là nhiều. À, cứ chợ phiên vào chợ phiên chợ vào
hôm chủ nhật rất là nhiều. Còn ở đây là người ta bán những cây cây táo gai đỏ này. Cái này của bác nào ấy nhỉ? Của cô à? Cái này lúc quả nó màu đỏ đúng không? À, hoa màu trắng nhỉ, hay nhỉ. Cây này là cây táo gai đỏ. Ồ, cây này có gốc to nhỉ các bạn nhỉ. Đây. Đây cái gốc của nó này các bạn này. Cây này sống 100% này các bạn. Cây này ví dụ cây này bao nhiêu tiền bác? Hả? À. Đẹp phết nhỉ các bạn nhỉ. Đây. Các bác về có thể là nói chung là cái rễ này đẹp này các bạn này. Đấy. Cái rễ này to. Cái gốc này to nhìn nó đẹp. Ở phiên sau bác có mang đi nữa không? Không à? Phải mang ra bán chứ. Ở hôm nay cháu quay thì chắc là phiên sau mới bán được. Đấy, cái gốc này to nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, các bác là mua thì inbox nhá. Đấy. Ở đây là người ta bán nhé. Người ta trồng ở những cái chậu nhỏ rồi. Đấy, nó sống 100% các bạn chứ không phải người ta mới lấy ở trên rừng về. Cái gốc kia là đẹp nhất kìa các bạn kìa. Hay là mình lấy gốc đấy nhỉ. Sau đó là các bác là mua thì inbox Hải nhỉ. Ôi giời, nhưng mà hôm nay thì mình chuyển về đồ thì hơi nhiều các bạn. Sợ không lấy được đồ. Hôm nay mình chuyển nhiều lắm. Sợ nó lặng ấy. Xe không chờ nổi. Đây là bên này người ta bắn nhiều sóc chưa. Đấy, những cái con sóc này. Đấy, sóc người ta bắt kiểu nó ở trên rừng, nó ở trên đồi ấy. Nó ăn những cái ngô bí của bà con. Nên là bà con đánh bẫy đó. Mang đi chợ phiên để bán luôn. Đấy, một cái phiên chợ khu vực khá là đặc biệt, ấn tượng các bạn. Ôi ra kia lấy cái bao 5.000 một cái mà đầy. Nhưng mà cái bao đấy mỏng, cái này nó còn bao giấy thôi. À. Không phải nó chết ấy, anh. À. Cái đấy vụ đấy không biết. Ôi ở đây bạn ấy mua nhiều chưa này các bạn này. Đấy, mua rất là nhiều. Mua hết rồi. Mua hết rồi à? À. Đấy. Không nhìn gì đâu. Trên này. Đấy, làng quá. Đây. Đây là những con rúi và con sóc. Rúi và sóc. Đấy. Hả? Con cầy mình ấy. Cầy em bán rồi. À. Mình lại không buôn cái đồ đấy. Lan này, hoa lan này các bạn này. Đấy. Đấy, chúng ta vẫn đang đứng ở trên chợ phiên nhá. Mua nhiều thế, mua hết chưa? Hoa, hả?